Đây là hóa đơn bán ra số 253 với nội dung là tour du lịch Hà Nội Phú Quốc chưa thu tiền của khách hàng. Đây là hóa đơn bán ra vì thông tin công ty chúng ta ở phía trên, thông tin người mua hàng ở bên dưới. Hình thức thanh toán là tiền mặt chuyển khoản đằng sau hóa đơn, không có phiếu thu đi kèm. Như vậy đây là hóa đơn về dịch vụ chưa thu tiền của khách hàng. Và điều đặc biệt là ở đây có chiết khấu thương mại trên hóa đơn 253. Phản ánh doanh thu thì chúng ta vẫn phản ánh nghiệp vụ nợ tài khoản 131, có tài khoản 5113, có tài khoản 33311. Chiết khấu thương mại sẽ làm giảm doanh thu thì lúc đó chúng ta sẽ điền tỷ lệ phần trăm vào để làm giảm doanh thu xuống. Trên phần mềm Misa chúng ta vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Khách hàng là công ty Việt Hà. Tôi tìm kiếm tên Việt Hà. Chưa có, các bạn nhấn dấu cộng để thêm. Điền mã số thuế khách hàng vào 0100103721. Nhấn lấy thông tin, sau đó nhấn cất. Diễn giải các bạn ghi là tour du lịch Hà Nội Phú Quốc. Ngày 27 tháng 3 năm tài chính. Xuống phần hàng tiền, cột mã hàng chúng ta chọn là dịch vụ du lịch, nợ tài khoản 131, có tài khoản 33311 và có tài khoản 5113. Số lượng đơn giá các bạn bỏ qua. Thành tiền 75.910.000. Sau phần thuế chúng ta chọn phần trăm thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn, và ở đây có chiết khấu làm giảm doanh thu. Do đó các bạn điền tỷ lệ phần trăm chiết khấu là 5%. Phần mềm tự tính ra số tiền mà chúng ta chiết khấu lại cho khách hàng, và lúc này số tiền mà chúng ta thu thực về sẽ là 75 triệu mà trừ đi 3.795.500 đồng. Sang thống kê, chúng ta chọn tour là hóa đơn 253. Kiểm tra tổng tiền hàng, tiền thuế, tiền chiết khấu và tổng thanh toán bằng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Sang tab hóa đơn, các bạn kiểm tra số hóa đơn xem có đúng hay không. Đúng rồi thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Vì ở đây là hóa đơn về dịch vụ nên các bạn lưu ý kiêm phiếu xuất kho và chọn là chưa thu tiền để phần mềm hạch toán làm tăng không nợ khách hàng. Đóng dữ liệu lại. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ bán hàng. Tab bán hàng, chọn kỳ các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu. Nếu như hạch toán sai thì các bạn click mở chứng từ ra, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa, sửa xong nhấn cất. Lưu ý chọn đúng đối tượng khách hàng và phải sang phần thống kê chọn đối tượng công trình. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra số 253 trên phần mềm Misa.